Kiều Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, để tránh khô họng và khô da thì cháo là một trong những loại thực phẩm được nhiều người lựa chọn. Bên cạnh đó thì cháo cũng là một trong những thực phẩm cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể cũng như là nuôi dưỡng dạ dày rất tốt. Bên cạnh những loại cháo mà chúng ta thường hay làm thì dưới đây sẽ là 8 loại cháo vô cùng bổ dưỡng mà lại cực kỳ dễ làm. Để tránh cơ thể bị khô họng và khô da thì ăn cháo là một trong những biện pháp vô cùng hiệu quả. Cháo là một loại thực phẩm rất dễ tiêu hóa, nuôi dưỡng dạ dày. Đặc biệt, nếu thêm một số loại nguyên liệu để nấu cháo, hiệu quả chăm sóc sức khỏe tăng lên gấp bội phần. Dưới đây là 8 món cháo tốt cho sức khỏe bạn nên sử dụng. 1. Cháo củ mài. Sơn dược 30g, gạo nếp 50g. Sơn dược hay còn gọi củ mài, chúng ta nên cắt thành miếng nhỏ, cho vào nồi nấu, cùng gạo nếp thành cháo. Món cháo này có thêm đường trắng hoặc muối ăn tùy ý. Cháo củ mài ăn quanh năm, ăn vào bữa phụ sáng và tối, nên ăn khi còn nóng, dùng cho các trường hợp như tỳ vị hư, tiêu chảy, hội chứng lị mãn tính, hư lao, khí huyết hư, chán ăn, khô miệng khát nước, táo bón. 2. Cháo gạo lứt hạt dẻ. Thành phần gồm hạt dẻ 150g, gạo lứt 100g, hạt dẻ ninh chín rồi đổ gạo đã vo sạch vào nồi cùng ninh tiếp, đun to lửa cho sôi, rồi chuyển nhỏ lửa ninh nhừ. Khi nào trên mặt cháo hình thành lớp váng là ăn được. Với cháo gạo lứt hạt dẻ, có công dụng giúp bổ thận, mạnh xương cốt, khỏe tỳ vị, chữa tỳ hư khí nhược, ăn uống không ngon, đầu váng chóng mặt, chân tay mềm yếu. 3. Cháo gạo lứt củ sen. Với thành phần gồm củ sen 200g, gạo lứt 100g, một lượng đường nâu. Cách làm bao gồm củ sen rửa sạch, cắt hạt lựu, gạo lứt ngâm trong nước khoảng 30 phút, cho gạo lứt và củ sen vào nồi, thêm lượng nước thích hợp, đặt nồi lên bếp nấu thành cháo, cuối cùng cho đường nâu. Cháo gạo lứt củ sen với hương vị thơm ngon có thể giúp bồi bổ tim, có lợi cho 5 cơ quan nội tạng. Nó có tác dụng tiêu hóa, những người già và phụ nữ sau sinh nên ăn loại cháo này thường xuyên. 4. Cháo gạo mầm mộc nhĩ. Gạo mầm vo sạch, mộc nhĩ sau khi ngâm thái sợi, cho gạo, mộc nhĩ và lượng nước vừa đủ vào nồi, đặt lên bếp nấu thành cháo. Ăn nhiều loại cháo này có thể làm ấm phổi, sinh âm, dưỡng phổi, bổ não và có tác dụng bảo vệ sức khỏe của trái tim. 5. Cháo hoa cúc. Với thành phần bao gồm 100g gạo tẻ nấu chín, thêm 10 đến 15g hoa cúc nhỏ đế hoa đã tán bột, đun sôi thêm một chút là được. Tác dụng gồm tán phong nhiệt, thanh can hòa, giảm huyết áp, phù hợp với những người mắc bệnh mạch vành, cao huyết áp hay có các chứng hoa mắt, chóng mặt do can thận âm hư, can hỏa vượng. 6. Cháo cà rốt củ mài. Cà rốt 200g, củ mài 200g. Gạo mầm 60g. Cắt cà rốt và củ mài thành miếng nhỏ. Gạo mầm vo sạch cho vào nồi nấu cháo. Sau khi cháo sôi, cho thêm cà rốt và củ mài. Tiếp tục nấu đến khi các nguyên liệu đều chín nhừ. Cà rốt có thể cải thiện sức đề kháng đường hô hấp. Củ mài tăng sức khỏe lá lách, giúp tiêu hóa. Đặc biệt là có lợi cho những người đang có dạ dày yếu hoặc những người đang mang nhiều bệnh trong cơ thể. 7. Cháo hạnh nhân, ý dĩ. Hạnh nhân 8g, trần mì 6g, hạt ý dĩ 30g, gạo lứt 100g. Hạnh nhân trần mì xác lấy nước, cho ý dĩ và gạo lứt vào nấu cháo ăn. Công dụng giúp bổ tỳ vị, hóa đờm, tiêu thấp, trị chứng chóng mặt, buồn nôn, ăn uống kém, mệt mỏi, ngủ hay mơ, buồn bực trong lòng. 8. Cháo gạo lứt củ cải trắng. Gạo lứt 50g, vo sạch nấu cháo. Đợi cháo sắp chín cho thêm 60g củ cải trắng. Cuối cùng cho thêm chút mật ong là được. Củ cải trắng chứa nhiều nước, màu trắng quy kinh lạc phổi, có công hiệu nhuận phổi sinh tân dịch. Mật ong càng là thực phẩm nhuận táo tốt nhất. Vâng, vừa rồi là 8 loại cháo vừa dễ làm lại bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể cực kỳ tốt mà quý vị có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho quý vị những thông tin vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại.